Xin chào tất cả các bạn nha. Trước khi vào video, các bạn nhớ bấm nút like, đăng ký để cập nhật những video mới nhất từ mình nhé. Tiếp tục video này, mình giới thiệu cho bạn tham gia chương trình để góp nhận 100 triệu token Riho các bạn. Thì đến giờ hôm nay bạn link phần mô tả với video bạn xem start chatbot này. Rồi bạn lưu cấp trang các bạn. Đây là một cấp trang này khó. Submit nhấn vào. Bây giờ hình ảnh của trước một chiếc thuyền. Thiền đấy các bạn. Nếu không có thì nhấp bỏ qua. Đây nè. Ok, bạn bấm submit nha các bạn. Rồi bạn mới đáp lại. Các bạn nút check. Rồi các bạn bấm vào start and drop các bạn. Đó, nhiệm vụ khá là nhiều luôn các bạn. Nhiệm vụ đầu tiên bấm follow dự án nè. Xin tờ Twitter các bạn theo dõi nè các bạn. Rồi bạn mới đáp lên các bạn. Tiếp tục các bạn cho link gấp nè. Giờ bạn mới đắp lên nè. Tiếp tục các bạn subscribe kênh Telegram của nó nè. Dồn vào các bạn. Tiếp tục like và retweet với hashtag. Và các bạn copy hashtag này nha các bạn. Vô đây mình follow đi. Các bạn like nè, các bạn chỉ dán tờ quyết chứ hết tát thôi các bạn. Rồi bạn dán vào, rồi bạn bắt đáp lại. Rồi mình đã tờ quyết rồi các bạn. Rồi các bạn bấm submit view profile link tờ Twitter mình nha các bạn. Thì bạn mở tờ Twitter mình ra nè. Bạn nhấp vào ba bên cùng, nhấp vào hồ sơ nè. Các bạn nhấp ba bên cùng, nhấp vào chia sẻ nè. Các bạn sao chép liên kết nè các bạn. Rồi bạn gửi lên cho bot nè. Submit you. Tiếp tục các bạn gỡ là một cái link các bạn là tweet nha các bạn. Bạn nhấp cho bạn anh cùng nhấp vào một hồ sơ nè. Các bạn chia sẻ các bạn là tweet nè. Các bạn sẽ chép liên kết nè. Các bạn gửi cho bot nè. Submit you tweet link. Tiếp tục các bạn gửi địa chỉ với bên B xem mắt trên bet 20 trên dưới chocolate mình nha các bạn. Rồi click các bạn bấm vào finish nha các bạn. Rồi các bạn bấm vào menu plus menu. Rồi các bạn bấm vào balance sheet để check số cầm tiếp được cơ. Cơn token này nó sẽ cập nhật sau nha các bạn. Rồi các bạn bấm invite để thấy ghép chia sẻ trong bè và người thân để kiếm thêm token nha các bạn. Ok, vậy video mình đến đây cũng chia sẻ các bạn trong chương trình để góp nhận 10 triệu token Rino đến em kết thúc rồi. Vậy mình chào tạm biệt và hẹn tất cả các bạn những video clip tiếp theo từ mình nhé.